Thường là có sẽ có hai câu cho đi học bài này, một đến hai câu, tối thiểu là một câu, cũng có thể là có hai câu. Ghi cho thầy nhá. Mình sẽ học bài trong một buổi, bởi vì nó là quan trọng, thế nên mình sẽ có hai buổi dành cho nó. Phương trình mặt phẳng. Rồi, ở trong chương này có ba bài phương trình, đó là phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng và phương trình mặt cầu. Đó, thì bình thường sách giáo khoa sẽ dạy phương trình mặt mặt cầu trước, nhưng mà bởi vì phương trình mặt cầu nó sẽ có liên quan tới phương trình mặt phẳng, thế nên thầy sẽ nghĩ rằng là dạy phương trình mặt phẳng trước là hợp lý hơn, sau đó thì mình học phương trình đường thẳng và cuối cùng mình mới học phương trình mặt cầu. Ok nhá, phần A thoát lý thuyết này. Số 1. Thì để lập được phương trình mặt phẳng thì các bạn sẽ cần phải biết được hai loại vector. Đó, hai cái loại vector này dùng để lập phương trình mặt phẳng nhá. Đó là vector pháp tuyến và vector chỉ phương. Mọi ghi thầy nhá. Đó là vector pháp tuyến. Rồi, đầu tiên đó là vector pháp tuyến trước. Vector pháp tuyến viết tắt này. Vector pháp tuyến. Và ở đây mọi người nhớ là vector pháp tuyến phải là của một cái mặt phẳng nào đó nhé. Vector pháp tuyến đứng riêng thì nó không có ý nghĩa. Đó, vector pháp tuyến phải là của mặt phẳng nào? Vector pháp tuyến của mặt phẳng P. Rồi, thì đầu tiên đó là mình làm việc với nhau về hình ảnh trước, vì hình ảnh nó sẽ dễ hình dung hơn. Thì trông cái vector pháp tuyến của mặt phẳng P trông nó như thế nào? Thì mặt phẳng P nó đây. Đây là một mặt phẳng P này. Thì vector pháp tuyến ở đây mọi người nhớ là vector pháp tuyến là vector vuông góc với mặt phẳng nhá. Vector pháp tuyến là vector vuông góc với mặt phẳng. Vậy thì vector pháp tuyến trông nó như này. Nó sẽ thẳng đứng xuống. Nó sẽ thẳng đứng xuống. Đó, và nó có tính chất là nó sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Đây là vector. Vector pháp tuyến được ký hiệu chữ N nhá. Vector pháp tuyến được ký hiệu chữ N, và đây là vector pháp tuyến mặt phẳng P. Đó. Được ký hiệu là NP. Rồi, thì để một cái vector là một vector pháp tuyến thì nó phải thỏa mãn được điều kiện như sau này. Đầu tiên, nó phải khác vector không? Vector pháp tuyến nó phải khác vector không? Vậy nó không được phép là ba không đấy. Và thứ hai nữa là nó có tính chất là nó vuông góc với mặt phẳng P nhé. Vector pháp tuyến, đây là một tính chất quan trọng, mình highlight một chút. Đó là vector pháp tuyến là vector vuông góc với mặt phẳng P. Rồi, để vector pháp tuyến thì vector pháp tuyến rất quan trọng nhá. Đối với cả phương trình mặt phẳng, vector pháp tuyến quan trọng hơn vector chỉ phương đấy. Vector pháp tuyến quan trọng hơn. Và bây giờ đến vector chỉ phương. Là vẫn như vậy thôi, đó là vector chỉ phương phải là của mặt phẳng nào? Của mặt phẳng P. Thì vector chỉ phương trông như nào? Đoán thử nào. Nếu mà pháp tuyến là song song thì chỉ phương sẽ là nếu mà pháp tuyến là vuông góc thì chỉ phương sẽ là song song, đúng rồi, nhưng mà còn một trường hợp nữa. Song song là như này nhá. Đây, song song mặt phẳng P. Hoặc là nằm trong mặt phẳng P nhá. Vector chỉ phương là vector song song hoặc là nằm trong mặt phẳng P, có nghĩa là đây, có một cái vector nằm trong mặt phẳng P trông như này. Đó thì cũng được coi là vector chỉ phương nhá. Đó, và vector chỉ phương được ký hiệu chữ U. Vector chỉ phương được ký hiệu chữ U. Đó, hai vector này đều là hai vector chỉ phương của mặt phẳng P. Đó, thì ở đây điều kiện để nó là vector chỉ phương đó là đầu tiên vector chỉ phương là được ký hiệu chữ U này. Và nó sẽ phải vẫn phải khác vector không nhá, nó vẫn phải khác vector không. Và thứ hai nữa, vector chỉ phương như vừa nói mọi người, nó có tính chất là UP sẽ song song hoặc là nằm trong nhé. Hoặc là nằm trong là kiểu này nhá. Nằm trong mặt phẳng P. Đó, vector chỉ phương là vector song song hoặc là nằm trong mặt phẳng P. Rồi, nào bây giờ mình đến mối quan hệ giữa hai loại vector này. Bây giờ mình sẽ đến mối quan hệ giữa hai loại vector này. Thì nào, mối quan hệ đầu tiên là hai vector này các bạn nhìn thấy như nào với nhau đấy? Hai vector NP với cả UP. Bây giờ nhá, gọi vector pháp tuyến là N nhá, gọi vector chỉ phương là U nhá. Để cho nó đỡ phải vector pháp tuyến vector chỉ phương đọc nó dài. Thì thầy đọc là NP nhá, là các bạn biết là pháp tuyến là vuông góc. Chỉ phương là UP là song song hoặc trùng. Thì các bạn nhìn thấy N với cả U là hai vector này nó có tính chất gì với nhau? Đúng rồi, nó có tính chất vuông góc với nhau đúng không? Bởi vì thứ nhất, nếu mà nó nằm trong chắc chắn là vuông góc rồi. Bởi vì vuông góc mặt phẳng thì vuông với tất cả các đường trong mặt phẳng đúng không? Mà UP nằm trong, nếu mà nằm trong thì chắc chắn là vuông góc rồi. Và nếu mà song song thì cũng được, song song thì mình bắt cầu thôi. N cũng vuông góc với P, P song song với U thì N cũng vuông góc với U nhá. Nhìn vào mắt tôi các bạn sẽ thấy là cái này vuông góc với nhau đúng không?
vector vuông góc với nhau. Đó, vậy thì mình sẽ có mối quan hệ đầu tiên, đó là vector NP n vô u. Nào, n vô u thì bài trước mình học đấy, có yếu tố vuông góc thì mình xử lý nó như nào nhỉ? Hai vector mà vuông góc với nhau thì sao? Thì tích cái gì bằng không? Mình học hai loại tích, tích có hướng, tích vô hướng. Tích vô hướng bằng không nhá. Vậy thì mình có được là NP nhân UP thì sẽ bằng số. À, ôn lại bài trước luôn. Tiếp theo này, đây mới là một cái rất là key ở trong bài tập này. Mình sẽ phải highlight lại cái này nhá. Đó là ở trong mặt phương trình mặt phẳng thì vector pháp tuyến quan trọng hơn nhá. Mình sẽ dùng vector pháp tuyến để mình lập phương trình mặt phẳng chứ không phải dùng vector chỉ phương. Đó, mà vector pháp tuyến mình tính kiểu gì? Bình thường thì cái gì quan trọng để bài nó không hay cho luôn đâu. Vì nếu nó cho luôn thì đấy là bài dễ rồi. Đó, và thường ấy, để bài sẽ cho mình không cho vector pháp tuyến đâu mà cho thông qua hai vector chỉ phương nhá. Cho thông qua hai vector chỉ phương. Đó, cho hai cái u, đây là u1 này. Đây là u2 này, thông qua hai u. Đó, và mình có một công thức như này, đó là mình có được vector pháp NP. Vector pháp tuyến đấy thì bằng tích có hướng vector u nhá. Tích có hướng của hai vector u. Đó. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì vector cái tích có hướng đấy, vector đúng không? Và buổi 1 thì thầy đã giới thiệu mọi người rồi. Tích có hướng này có tính chất là vuông góc với cả hai vector u1 và u2. Mà vuông góc với cả hai vector u1 và u2 thì sẽ vuông góc với cả mặt phẳng P. Theo tính chất lớp 11 đấy. Là vuông góc với hai đường thì vuông góc với cả mặt phẳng. Đó, và mình sẽ có được vector NP vuông góc với mặt phẳng P, và đây chính là vector pháp tuyến của mình. Và đây là một cái rất quan trọng nhá, mọi người có thể highlight lại cái phần này. Đó, thường đề bài nó không cho mình NP đâu. Nếu cho hẳn NP thì đây là bài dễ rồi. Thường cho thông qua hai cái UP. Đó, và mình sẽ dùng công thức là tích có hướng của hai cái U, và mình học bài hôm trước rồi. Bài tuần trước rồi. Để mình sẽ ra được vector pháp tuyến NP. Ok nhá. Tiếp theo phần số 2. Lập phương trình mặt phẳng. Thì mình sẽ liệt kê này có những cái dạng sau để mình lập phương trình mặt phẳng này. À, dạng đầu tiên. Đây là dạng dễ nhất, là dạng đề bài cho những cái mặt phẳng đặc biệt. Đó, các mặt phẳng ba mặt phẳng tọa độ. Cho ba mặt phẳng tọa độ. Thì đây mọi người nhớ thôi. Ở đây thì khả năng cũng đã không cần học bài hôm nay thì các bạn cũng có thể tự suy ra được. Đó là ba phẳng tọa độ của mình, ba phẳng OXY, OXZ và OYZ. Rồi, và ba phẳng tọa độ này sẽ lần lượt có phương trình làm, mọi người nhớ nhá. Phương trình mặt phẳng OXY là thiếu gì nhỉ? Thiếu Z đúng không? Thì thiếu cái gì cái bằng không nhá. Thiếu cái gì thì cái đấy bằng không. Có nghĩa là phương trình mặt phẳng OXY sẽ là Z bằng không. Đó, đây là phương trình mặt phẳng OXY. Mặt phẳng OYZ thì có phương trình là Y bằng không. Mặt phẳng OYZ thì thiếu X đúng không? Thì có phương trình là X bằng không. Đó, đây là ba mặt phẳng đặc biệt thì mình nhớ nó luôn. Đó, nhớ nó cũng rất dễ. Thiếu cái gì thì cái bằng không. Và đây chính là ba phương trình của ba phẳng tọa độ OXY, OYZ và OYZ. Tiếp phần số 2. Đó là thầy sẽ nói những cái trường hợp dễ trước nhá, và sau đó thì mình sẽ đi vào cái trường hợp chính. Phần 1 thì đây, cái này thì chắc chắn là nếu mà có trong đề thi học thì mình sẽ làm câu cho điểm. Câu rất là cho điểm đấy, là khá đơn giản thôi. Và số 2 nhá, đó là đề bài nó sẽ bảo mình là nó gọi là lập phương trình đoạn chắn. Những cái gì đơn giản thì thầy sẽ nói trước. Phương trình đoạn chắn thì khi nào mình dùng phương trình đoạn chắn? Khi mà đề bài nó bảo là mặt phẳng P cắt ba trục OX, OY, OZ tại ba điểm ABC. Điểm A có tọa độ là nào? A trục OX thì nó phải có dạng là gì nhỉ? Điểm A trục OX, ô lại bài 1 luôn. Điểm mà thuộc trục OX ấy, thì có gì bằng không ấy, nhớ không? Có y về z bằng không đúng không? Vậy thì cái dạng của điểm A phải có dạng là gì nhỉ? Cái dạng của điểm A ấy, nó phải có dạng là x 0 0 đúng không? Thì gọi nó là a 0 0 nhỉ? Trong của mình là a 0 0. Đó, y z bằng không à? Đó, cắt OY tại điểm B 0 B 0. Cắt OZ tại điểm C được là 0 0 C. Đó. Khi nào để bài nó cho đúng như này? Đây là một trường đặc biệt thôi.
Đó, thì khi nào để bài cho đúng nha, thì mình sẽ có một cái loại phương trình, nó gọi là phương trình đoạn chắn. Phương trình đoạn chắn mình có công thức là x trên a cộng y trên b cộng z trên c bằng 1. Thì đây gọi là phương trình đoạn chắn. Thực ra không dùng nhiều đâu, cái không dùng nhiều. Là mình kiểm tra xem đây có phải phương trình mặt phẳng nhá. Thì kiểm tra như nào này. Phương trình mặt phẳng nếu mà nó đi qua điểm A thật, có nghĩa là trong cái lịch sử mình học toán đúng không, thì cứ đường hay là điểm hay là mặt phẳng hay là đường tròn, tất cả các đường đều đi qua điểm. Nếu đi qua điểm thật thì có nghĩa là thay tổ điểm đấy vào cái phương trình này nó phải đúng không? Thay tổ điểm A này vào đây nó phải đúng. Thì chúng ta thay thử A vào đây. Thay x bằng A này, thay y bằng 0 này, thay z bằng 0. Thì A trên A bằng 1 đâu? 0, 0 đúng không? Vậy thì 1 bằng 1 đúng không? Cũng tương tự thế thôi, lắp 0 vào đây, lắp y bằng b vào đây, lắp z bằng 0 vào đây, b trên b bằng 1 đúng không? 2 bằng 0 rồi. Đó, đi qua cả ba điểm ABC, đây chính là phương trình của mặt phẳng ABC đấy. Rồi, thế đây là hai cái dạng, gọi là hai dạng đặc biệt. Thì hai dạng này là hai dạng dễ thì nhắc luôn từ đầu. Bây giờ mới là mình đi vào phần chính này, phần số 3 này. Đây mới là phần chính nhá. Phần số 3 là lập phương trình mặt phẳng. Mình để vào lập phương trình mặt phẳng trong buổi hôm nay thì mình sẽ tập trung vào dạng này. Đó là mình sẽ biết được hai thứ, để lập phương trình mặt phẳng biết hai thứ nhá. Một là đi qua một điểm. Một là đi qua một điểm. Đi qua một điểm A, x a, y a, z a. Thứ nhất mình phải biết mặt phẳng đi qua điểm nào, phải tìm được ít nhất một điểm. Và thứ hai nữa đó là mình phải tìm được vector gì? Đoán nào. N hay U? N đúng không? N cái quan trọng hơn từ bạn đầu, cái quan trọng hơn từ đầu mà. Mình cần có được vector pháp tuyến nhá, chính là N đấy. Mình cần có được NP ABC. Thì gọi là ABC. Rồi, và cái N này nhắc lại một lần nữa nhá, đó là thường là mình sẽ tính nếu mà cho hẳn N thì tốt, còn không thì thường là mình sẽ tính thông qua hai cái vector U bằng tích cầu ứng U1 nhân U2, tích cầu ứng U1 nhân U2. Rồi, và sau đó thì mình có được phương trình mặt phẳng P. Sau đó thì mình có được phương trình mặt phẳng P sẽ có dạng là đây là gọi là phương trình tổng quát này. Đây được gọi là phương trình tổng quát. Phương trình tổng quát viết tắt nhá. Sẽ có dạng là A nhân với x trừ xa cộng B nhân x trừ xa nhân y trừ ia cộng với AC nhân z trừ ZA bằng 0. Rồi, một cái ví dụ có số cho mọi người dễ hình dung. Nhìn công thức này thì già thôi, nhưng mà mình làm một vài bài là các bạn nhớ. Ví dụ B mặt phẳng P cho đi qua hôm nay là mùng 3 đúng không? Tháng 1 này, năm 24 à? 24 thôi, 24 luôn. Mặt phẳng P, à mình phải có được NP đúng không? Là vector pháp tuyến đấy, NP. Pháp tuyến ở đây thì biện cái bất kỳ nhá, 3 đi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có được là phương trình mặt phẳng P này có dạng là A là 3 này, 3 nhân x trừ 3 cộng 3 nữa này nhân y trừ trừ 1 nhá, y trừ trừ 1 y cộng 1 cộng 3 nữa nhân z trừ đi 24 bằng 0. Đó, A nhân x trừ xa này, B nhân y trừ ia này, đó, cộng C nhân z trừ za. Đây là ABC đều bằng 3 rồi. ABC ở đây là hệ số xyz nhá, lại đều bằng 3 rồi. Đó, x trừ 3 này, y trừ trừ 1 nhá, y cộng 1 này, z trừ 24 rồi bằng 0. Và tương đương với đây thì muốn mọi người ra một dòng thôi nhá, mình sẽ viết như này. Hệ số xy trước này, 3x này, 3y này, 3z này. Rồi bên nhẩm số, đừng viết một dòng nữa nhá, để cho nó tiết kiệm thời gian. Nhẩm ở đây này, đây là trừ 9 này. Trừ 9 đây là cộng 3 này. Trừ 9 cộng 3 được mấy rồi? Trừ 6 đúng không? Trừ 6 tiếp. Bây giờ đến 3 trừ 24. Số này thì cũng hơi to đúng không? 24 nhân 3. 72. Vậy thì nó là trừ 6 à? Trừ 6. À 6. Trừ 6 trừ 72. Trừ đi 78 đúng không?
bằng 0. Rồi, nếu mà những con số mà nó trên 50 như kiểu như này thì mình bấm máy tính cũng được. Mà nếu mà nó nhỏ khoảng độ số 10 thì mình nên nhẩm nhá. Trừ 9 nhẩm động lần nữa cho chính xác này. Trừ 9 này, cộng 3 là trừ 6, trừ 6, trừ 72, trừ 78. Ok, chính xác rồi. Đây chính là phương trình của mặt phẳng. Đây, đó. Ok, tiếp theo này. Mình sẽ có một cái ví dụ thứ hai nữa. Đây, ví dụ 1 nha, ví dụ 2 này. Bây giờ mình đi xử lý bài tập ngược lại. Đây là dạng bài tập phương trình mặt phẳng này. Khi mà có một điểm và có vectơ phát tuyến thì bây giờ mình sẽ đi xử lý dứt kiện ngược lại. Bây giờ có nghĩa là bây giờ đề bài cho mình trước phương trình mặt phẳng luôn rồi. Nên là cho mình phương trình mặt phẳng thì mình khai thác được dữ kiện gì, thì mình khai thác được cái gì từ phương trình mặt phẳng. Đó, thì bây giờ cho mặt phẳng P viết trước nhá. Cho mặt phẳng P này, xem bạn nào có tư duy được không. Có dạng là x cộng 2y trừ z cộng 1 bằng 0 đi. Rồi, nhắc lại một lần nữa nhá. Dạng này là đi qua một điểm và vectơ phát tuyến thì mình lập phương trình mặt phẳng. Bây giờ ngược lại cho phương trình mặt phẳng thì các bạn lấy được hai cái này không, hay là lấy lại hai cái nguyên liệu lại không, lấy được lại hai cái nguyên liệu để lập nó, lấy được nào. Cụ thể sẽ như sau này, để cho phương trình mặt phẳng nhá, đây là một động tác mà gần như là sẽ về sau auto sẽ phải làm, đó là cho phương trình mặt phẳng bạn phải lấy được vector n của nó, lấy lại được vector pháp tuyến của nó, thì ở đây np sẽ bằng bạn nữ áo đỏ nhá, tên gì nhỉ, không nhớ, cái gì, Ngọc Ánh á, Ánh. Nào, bây giờ cho P nhảy vector phát tuyến của nó. Đây, nhìn nhá, vector phát tuyến này ABC này thì nó chính là cái gì của XYZ đấy, nó chính là cái số đằng trước XYZ. Vậy thì NP ở trong câu này theo em nó bằng bao nhiêu, vector phát tuyến của cái gì, 1 2 với cả trừ 1 đúng không? Vector phát tuyến nhá chính là hệ số XYZ, thì nhìn nó công thức này thôi. ABC nhá chính là những cái số đằng trước XYZ thì nó chính là hệ số XYZ nhá. Đây thì ghi là hệ số XYZ. Và nó sẽ bằng 1 2 trừ 1. Trong bài này nó là 1 2 trừ 1. Đó, gần như đây là cái động tác mà auto mình sẽ phải làm. Cứ cho mặt phẳng là auto lấy được phát tuyến ra. Gần như bài nào cũng phải dùng cái đấy. Và tiếp theo đó là mình hoàn toàn mình cũng có thể lấy được một điểm thuộc mặt phẳng. Đó, mình lấy lại hai cái loại nguyên liệu để làm nó thôi. Lấy được là vector phát tuyến này, hệ số YZ này. Mình lấy được cả một điểm thuộc mặt phẳng đấy luôn. Đó là lấy điểm kiểu gì này. Đó là bây giờ mọi người sẽ nhập cho thầy một cái bộ ba số YZ làm sao thay X, Y và Z vào đây, nó đúng là được. Đó, và thầy hay cho nó nhiều số 0 một chút, thầy thường hay cho hai cái đầu bằng 0. Và cái cuối cân bằng làm sao cho đúng là được. Ví dụ x bằng 0, y bằng 0 thì z bằng bao nhiêu thì là đúng nhỉ? Z bằng bao nhiêu thay vào đây thì nó đúng. 1 đúng không? Trừ 1 cộng 1 hết đúng không? Vậy thì mình sẽ có được là điểm M có tọa độ là 0 0 1. Đó. Tiếp nhá, lấy tiếp một vài điểm nữa này. Thì thầy hay nhẩm thế cho nó nhanh, hay cho hai cái hệ số bằng 0 và tìm cái còn lại là nhanh nhất. Và không, mọi người cho là ví dụ bạn cho thành là 1 2 nhẩm nhá, 1 này. 2 đây là bao nhiêu rồi? 5 rồi đúng không? 5 cộng 1 là 6 đây. Vậy chép bằng bao nhiêu thì mới đúng nhỉ? À, chép phải 6 đúng chứ, trừ rồi. Chép bằng 6 không? 1 2 6 nhá. 1 điểm N 1 2 6. Nhẩm lại một lần nữa này, 1 vào đây. 2 đây là 4 này. 4 cộng 1 là 5 này, 5 cộng 1 nữa là 6 mà z bằng trừ 6 rồi. Vậy đúng đúng không? Đó. Thêm một cái điểm nữa nhá, thêm một điểm P nhá, lấy 3 điểm cho nó này. Duy nhỉ? Nhầm hộ một điểm nhỉ? XYZ bằng bao nhiêu? Hai số đời bịa được, số sau cân bằng là sao đúng là được, thích rồi vậy. Nhỏ thôi. Không. Rồi, đấy. Thoải mái. Không mấy. Đâu đừng lấy giống thầy, không không có rồi. Không 3 đi. Z bằng mấy thì mới đúng. Không ở đây rồi. 3 đây 6 rồi. Z bằng 7 đúng không? 7 đúng đúng không? Đó, thuộc vào khoảng P.
Ok nhá. Rồi. Thì đây là cái dạng mình sẽ động tới nhiều nhất. Đây là dạng mình sẽ động tới nhiều nhất. Rồi, nói thêm một chút nữa này, đó là thường mình sẽ thích phương trình tổng quát hơn nhá, phương trình tổng quát mình làm nhiều thứ. Tính khoảng cách các thứ nữa ở phần sau đó. Đó, thì phần trước thì thầy có nói về là đây là phương trình đoạn chắn. Thì bây giờ từ phương trình đoạn chắn mình ra phương trình tổng quát kiểu gì, thì ở đây mọi người có thể nốt lại cho thầy thêm một cái nữa. Đó là bây giờ từ phương trình này. Bây giờ mọi người chỉ việc quy đồng khử mẫu, quy đồng. Khử mẫu. Là các bạn ra được phương trình tổng quát. Đó, thế chỗ thầy viết hơi đen thì mọi người bổ sung nhá. Mình thích phương trình tổng quát hơn. Bởi vì tổng quát mình nhìn phát mình thấy lớp vector n của nó luôn. 1 2 - 1. Đó, mình thích phương trình tổng quát hơn. Đó, nhưng mà nếu mà đề bài nó cho kiểu là ABC như này thì mình nên lập đoạn chắn xong rồi mình quy đồng. Mình quy đồng khử mẫu thì ra tổng quát thì nó nhanh. Ok nhá. Nào, tiếp. Bây giờ mình sẽ học theo kiểu là mình cho những cái dạng bài, những cái mô hình. Mình sẽ làm về mặt ý tưởng với nhau trước thôi. Và tí nữa mọi người chỉ việc thay số vào là làm là xong. Đó, thì bây giờ mình sẽ có những cái dạng như sau này. Có những cái dạng bài lập phương trình vẫn ở trong phần 2 nhá. Bây giờ mình sẽ đi cụ thể hơn vào những cái dạng bài cụ thể. Đó, nhưng mình sẽ làm với nhau về mặt ý tưởng thôi. Thầy ghi là dạng 1 nhá. Dạng 1, đó là đề bài nó sẽ bảo là lập phương trình mặt phẳng trung trực của AB. Lập phương trình mặt phẳng trung trực của AB. Thì cái mặt phẳng trung trực là mặt phẳng tính chất gì? Đây là một cái mà mình đã được đề cập từ năm 11 rồi, nhưng mà nó không có nhiều ứng dụng ấy, nên là có thể mọi người không nhớ. Thì nhắc lại một lần nữa nhé, phương trình trung trực cái này học ở năm 11 rồi mà không nhiều ứng dụng đâu. Chắc là nhiều bạn không nhớ nó là cái gì. Mà phải trung trực có tính chất là nó đi qua trung điểm nhá. Nó đi qua trung điểm của AB. Và nó vuông góc với AB. Đó, mà phẳng trung trực nó có tính chất như vậy. Đó, hình ảnh thì nó trông như này. Đi qua một điểm và vector pháp tuyến là NP đấy. Thì đi qua một điểm thừa rồi. Đi qua 3 điểm cơ. Đi qua điểm nào cũng được nhá, điểm nào cũng ra đáp án hết. Đó, nhưng bây giờ quan trọng là tìm NP nhá, phải ngồi tập trung tìm NP nhá. Và nào nghĩ ra tìm NP kiểu gì không? Linh nó thử này. AB và BC đúng thì đúng rồi. Ý tưởng chuẩn đấy. Bởi vì ở đây thì có nốt lại rồi nhá. Đó là NP đúng không? Thì bằng tích có hướng của hai vector chỉ phương. Hai vector chỉ phương là vector như nào nhỉ? Nhắc lại vector chỉ phương là vector như nào? Song song hoặc là nằm trong mặt phẳng đúng không? Song song nằm trong mặt phẳng. Thì bây giờ vector AB thì có được gọi là vector chỉ phương không? Có, nó nằm trong mặt phẳng mà. Đây là chỉ phương nhất này. Đó, và AC nhá. AC là chỉ phương thứ hai này. Đó, và mình có hai cái chỉ phương rồi. Thì mình tích có hướng là mình ra được N thôi. Vậy thì bây giờ mặt phẳng P này. Nó sẽ đi qua A hoặc B hoặc C nhá. Bạn thấy điều nào cũng được nhá. A hoặc B hoặc C, cái nào cũng ra đáp án thôi. Và cái quan trọng nhất này, đó là NP của nó đây. Thì bằng tích có hướng của hai vector pháp tuyến, à hai vector chỉ phương, hai vector U đấy. U là vector nằm song, nằm trong hoặc song song nhá, thì này có hai. Đó là AB với AC. Có hướng của AB và AC. Rồi. Có khi mình luyện tập trước nhỉ, đến đây thôi. Sau đó mình luyện tập tiếp những phần còn lại. Sao? Không sợ mọi người bị nhiều quá. Rồi, phát cho anh cái tờ bài tập hôm nay nhá. Và mình sẽ có 6 dạng. 6 dạng mà 6 dạng cơ bản nhá. 6 dạng đều là dạng cơ bản mọi người đều có thể suy ra được cách làm nó luôn. Rồi sau thì mình học tiếp một cái dạng nữa. Mình có được là cho hình AB với phương trình mặt phẳng P đi qua A và vuông góc với AB. Thì ở đây đề bài nó cho hết hai thứ mình cần rồi. Thứ nhất là mặt phẳng P đi qua điểm A. Đi qua A là 0,1,1 này. Và vuông góc với AB, vậy thì N của nó, vector pháp tuyến của nó chính là vector AB không? Vuông góc mà, vector pháp tuyến là vector vuông góc mặt phẳng mà. Vậy thì ở đây mình sẽ có được NP chính là bằng vector AB luôn. Đó, A với vector AB thì các bạn lấy điểm B trừ điểm A
lấy điểm B trừ điểm A, 1 trừ 0 là 1 này, 2 trừ 1 là 1 này, 3 trừ 1 là 2 này. Đây, cái thức pháp tuyến của nó đây. Và mình sẽ có được phương trình mặt phẳng P 1 nhân x trừ 0 này, các bạn làm hai bài các bạn thuộc cái này luôn. Y B nhân y trừ 1 này, 2 nhân z trừ 1 này bằng 0, vậy tương đương với thầy hay nhân nhỉ, nó nhanh này, chú ý z trước nhá, x này cộng y này cộng 2z này. Rồi xong mình nhẩm hệ số tự do, trừ 1 nhân 0 thì 0 nhá, không bỏ bỏ qua đi. Trừ 1 trừ 2, trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Vậy đây là kết quả của này, x cộng y cộng 2z trừ 3 bằng 0 bạn A. Ok được rồi. Ở đây thầy muốn nói thêm một chút nữa này, đó là vector pháp tuyến mình được phép rút gọn nhá. Vector pháp tuyến mình phép rút gọn bởi vì mình có vô số vector pháp tuyến nhá. Mình có rất nhiều vector pháp tuyến, vector vuông góc mặt phẳng. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là trừ 6, 2, 2 mình rút gọn được cho mấy nhá. Nhưng mà đáp án trong đề thi học này, ở đây có một cái kinh nghiệm nhá. Đó là đáp án trong đề thi học bao giờ cũng cho x dương nhá. Nhìn thử đáp án ra xem, cũng cho x dương. Vậy thì ở đây mình nên chia cho bao nhiêu nhỉ? Không phải chia cho 2, nên chia cho trừ 2. Đây được là 3, trừ 1, trừ 1. Đó, đáp án trong đề thi học luôn luôn cho x dương. Thì một cái kinh nghiệm mình làm bài tự tin nên nhẩm tốt hơn, tính toán bớt dùng máy tính đi nhá. Trừ 3 cộng 1 cộng 2, trừ 3 cộng 1 cộng 2 thì là 0, hết thì số tự do luôn, 3x trừ y trừ z bằng 0. Rồi ok, bạn làm chuẩn rồi nhá, bạn D có 9, bạn D. Rồi sang tiếp nào, ở đây đi qua điểm M đấy, bài cũng có lúc điểm M đấy, 1 1 1. AB thì lấy B trừ A, 4 trừ 2, 2, chuẩn rồi, rút gọn nhá. Đó, thì vector pháp tuyến này sẽ nói song song với một cái vector tương tự với nó. Thì đây mình chia cho 2 cho nó gọn. Đó, mình lấy vector là 2 trừ 1, 1. Đó, hai vector song song với nhau thôi, nhưng mà mình lấy cái này nó đẹp hơn, đỡ rút gọn. Đó, xong rồi A nhân x trừ 1, trừ 1 nhân y trừ 1, 1 nhân z trừ 1 là 0. Rút gọn đi là xong. Tiếp theo nhá. Câu số 16. Câu 16, thôi câu 16 thì một dòng là xong thôi. Câu 16 thì để mọi người nhớ lại về cái phương trình đoạn chắn thôi. A là trừ 2 đúng không? B là, từ từ, nói là một dòng thôi nhưng mà cũng dễ nhầm đấy. Nào, gì nhờ? Bạn nào đọc hộ thầy nhá, bạn Trang nhá. Còn nhiều bạn lớp mình nhiều bạn Trang, bạn Trang đây. Đúng không? Em. Nào, nhìn vào phương trình đoạn chắn chưa? X trên A cộng Y trên B cộng Z trên C bằng 1 đấy. Từ đọc thấy đọc về phương trình em nghĩ ra. Gì? C, đúng rồi, nó bẫy là nó cho điểm B ở giữa đấy. Nhưng thật ra thì đấy là điểm C trong công thức không? Nó phải là X trên âm 2 này cộng với Y trên 3 nhá. Nó khá là bẫy đấy, bẫy cái đoạn điểm B đấy. Cộng với cả Z chia cho 7 bằng 1. Đây. Đó, nó cho cái điểm cắt trục OZ ở giữa. Đó. X trên âm 2 nhá, Y trên 3 là điểm C đấy. Đây là mới là điểm cắt OY này là điểm C. Sau đó thì điểm cắt OZ thì mới là điểm B, Z trên 7 bằng 1. Đó, công thức mình là X trên A mà, cộng Y trên B, cộng Z trên C bằng 1 mà. Gọi ABC lần lượt là hình chiếu của M trên OX, OY, OZ. Có nghĩa là đề bài chưa cho 3 điểm ABC đâu, mà đề bài nó bảo là điểm M này chiếu vuông góc xuống OX, chiếu vuông góc xuống OY, chiếu vuông góc xuống OZ thì là được 3 điểm ABC. Thì 3 điểm ABC đây có tọa độ bao nhiêu? Mà nào quên thì mở lại bài 1, phần cuối cùng bài 1. Đây là hình chiếu ấy, tìm tọa độ hình chiếu đấy. Vuông góc OX, OY, OZ. Nhớ nhá, vuông góc xuống cái gì nhá? Thì cái đấy giữ nguyên. Vì điểm A thuộc OX mà. Và còn lại thì bằng 0 đúng không? Ví dụ này, điểm A sẽ có tọa độ là, thương nhớ không? Đúng rồi, 800 nhá. Điểm B sẽ là tương tự nào. Chiếu vuông góc xuống cái gì thì cái đấy tọa độ cái đấy giữ nguyên, còn lại bằng 0. 0 gì nhỉ? -2 0. Điểm C sẽ là 004,
À, chiều trong UX UUZ là lại không phải bài mà thầy muốn mọi người làm. Thì bởi vì nếu mà UX UUZ bài giảng IC đây thì mình lập đoạn chắn cho nó nhanh. Lập đoạn chắn cho mình quy đồng tổng mình quy đồng khử mẫu là ra tổng quát nhá. Bởi vì từ đây này mình ra được phương trình mặt phẳng ABC hai chính là mặt phẳng P đấy. Mặt phẳng trừ ba điểm ABC là mặt phẳng tên nó là ABC luôn, thì mình có được là x trên A, x trên 8 này cộng y trên B là y trên âm 2 cộng với z trên C là z trên 4 bằng 1. À, nhưng mà đáp án mình lại ở dạng tổng quát thì mình quy đồng khử mẫu đi là xong, là ra tổng quát luôn. Vậy từ đây mình sẽ có được là mẫu số chung đây là 8 rồi. Vậy đây không phải nhân gì đúng không? Cái này phải nhân với cả âm 4 là trừ 4y. Cái nhân với 2 thì là cộng 2z. Cái này cũng nhân với 8 nhá, nhưng mà đẩy sang về bên này, đẩy hết sang về bên này thành là trừ 8 đúng không? Bằng 0. Đó. Thì nếu mà đặc biệt, cái trường hợp đặc biệt là nếu mà cho cắt UX UUZ thì mình nên lập đoạn chắn, sau mình tổng quát cho nó nhanh, sau mình quy đồng khử mẫu cho nó nhanh thì mình ra tổng quát luôn. 4x à, x trừ 4y cộng 2z trừ 8 bằng 0 đoạn A đúng không? Rồi, định ví dụ cho mọi người bài đây. Đây mới là bài muốn ví dụ này, câu 19 này. Còn bài này thì với cả bài 16 thì là như nhau. Dạ, câu 19 nhá. Rồi. Đây là 3 điểm bất kỳ chứ không phải là 3 điểm thuộc UUZ như là hai bài vừa rồi nữa. Vậy thì 3 điểm bất kỳ nhá, thì cách làm ở đây. Cách làm ở đây. Đó, nhắc lại một lần nữa đây. Thứ nhất là phương trình mặt phẳng phải có được hai thứ, đi qua một điểm và vector pháp tuyến N. Đi qua một điểm ở đây thừa rồi. Đây đi qua tận 3 điểm cơ. Đi qua tận 3 điểm ABC ở đây thì mặt phẳng P này. Để cho đi qua điểm gì cũng được. Không cần nhất thiết phải đi qua A nhá, đi qua C đi. 1 1 4 đi. Đó, đi qua điểm nào cũng được. Rồi, và cái quan trọng ấy đó là vector pháp tuyến nó tìm như nào. Thì đây NP thì vector N của nó thì bằng tích có hướng của hai vector AB và AC, bởi vì AB và AC là hai vector chỉ phương. Hai vector chỉ phương như nhìn vào trong hình vẽ kia mình thấy rồi, AB và AC nằm trong mặt phẳng mà, thì là hai vector chỉ phương. Thì đây để tính cái này ra đúng không, thì ôn lại bài trước một chút này. Đầu tiên các bạn phải tính được vector AB đã, lấy b trừ a, 2 trừ trừ 1 là 3 này, trừ 1 trừ 2 là trừ 3 này, 4 trừ 1 là 3 này, không rút gọn gì nhá, cuối cùng mình mới rút gọn nhá, 3 trừ 3, 3 này, tiếp vector AC, lấy c trừ a nhá, 1 trừ trừ 1, 1 trừ trừ 1 là 2 này, 1 trừ 1 này, 4 trừ 1 là 3 này. Rồi vậy từ đây mình sẽ ra được là tích có hướng đúng không? Nhẩm lại một lần nữa nha cho yên tâm, rồi tiên kiểm tra lại đã. Cứ cảm thấy hơi bất an một tí là nên kiểm tra lại. Vì cái dạng này sai một ý là chỉ nhầm một dấu thôi là sai cả bài luôn. Đúng rồi, ok nào. Em mình tính nhá. Check đi đúng không? Một ý thì check đi. Nhầm này, trừ 3, trừ 3 là trừ 9, trừ 9 cộng 3 đúng không? Trừ 9 cộng 3, trừ 9 cộng 3 là trừ 6. Tiếp, che y đi này, che y đi, 2 nhân 3 là 6 này, nhưng mà y bị ngược nhá, phải là 2 nhân 3 trước này, 2 nhân 3 là 6 này, 6 trừ 9 âm 3. Chia cho che z đi này, trừ 3 cộng 6 đấy, trừ 3 cộng 6, trừ 3 mà cộng với 6 là được 3. Rồi bây giờ mình rút gọn nhá. Rút gọn được cho hệ kế cho nên cho x dương nhá, nên cho hệ số đầu tiên dương. Đáp án đi học thì nó sẽ thường cho x dương. Ở đây mình chia cho âm 3. Vậy thì mình được là 2 1 âm 1. Rồi, ở đây cắt đáp án rồi. Đây mình sẽ có được phương trình mặt phẳng P. Mặt phẳng ABC đấy. Đó, P chính là mặt phẳng ABC đấy. Nó sẽ là 2 nhân x trừ 1 cộng 1 nhân y trừ 1 trừ 1 nhân z trừ 4 bằng 0. Rồi, rút gọn đi, 2x cộng y cộng z trừ 2 trừ 1 là trừ 3, trừ 3 lại cộng 4 đúng không? Trừ 3 mà cộng 4 thì là cộng 1 bằng 0.
Rồi, để mà yên tâm nhá, nếu mà ở đây không muốn đáp án trắc nghiệm, nếu nào trắc nghiệm thì mình kiểm tra thì là ok, nhưng mà bây giờ nếu không cho trắc nghiệm thì mọi người thử thôi. Thử bây giờ cho nó đi qua điểm B, điểm A nhá, xem nó có đúng không. Lắp 2 trừ 1 4 vào đây. 2 vào đây là 4 này. Trừ 1 là 3 này. Từ từ. Đây có gì đó hơi nhầm. Nó đi qua C hay đi qua AB đều đúng nhá. Nhớ nó phải đi qua cả 3 điểm ABC mà. Từ từ ở đây thì nhầm lại lần nữa. 2x trừ y. Đây là trừ z. Đây là trừ z. Nhầm một dấu thôi là đi cả bài đấy. Trừ 2, trừ 1 là trừ 3, cộng 4. Đúng không? Nhầm lại nhá. Thay điểm B ở đây thì đúng không này. Điểm C chắc là đúng rồi. Điểm C vì nó cho đi qua C mà. Mình cho đi qua C thì điểm C chắc là đúng rồi. Quay điểm B lại nhá. 2 này. 2 là 4 này. Trừ 1 ở đây là 3 này. 3 cộng 1 là 4. Thế Z là 4 vào đúng rồi đúng không? Điểm B đúng này. Điểm A thay vào thử lại đúng nhá. Trừ 2 cộng 2 hết này. Trừ 1 cộng 1 đúng rồi đúng không? Điểm A cũng đúng rồi. Vậy đúng cả 3 điểm C. Đây là chính xác của mình nhá. Đây là câu số 19.